Sáng nay 28 tháng 5, mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, kèm dông lốc làm nhiều nhà dân tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Phước bị tốc mái, ngập úng, hàng loạt cây xanh bị gãy đổ. Theo đó, vào khoảng 6 giờ, mưa lớn trút xuống nhiều địa bàn ở tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước. Trận mưa kéo dài kèm theo dông lốc, gió giật mạnh đã làm ít nhất 3 căn nhà tại xã Đức Phổ và thị trấn Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng bị tốc mái. Hàng chục cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng và nhiều tuyến khác qua thị trấn Cát Tiên bị gãy đổ. Một số các cột điện hạ thế trên đường Trần Lê bị ngã, gây mất điện. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập cục bộ nhiều tuyến đường, hẻm ở thị trấn Cát Tiên, khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Tại thị trấn Đức Phong, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, mưa lớn kèm dông lốc cũng khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Đất đá trên đồi bị sạt lở, nhiều cây xanh bị ngã đổ. Ở khu vực đồi Dốc Đỏ, đất đá trên triền đồi sạt lở rơi xuống đường nối tỉnh Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng, trúng hai mẹ con đang đi xe máy, khiến nhiều em học sinh tiểu học bị thương nhẹ. Sau thời gian cải tạo, Bệnh viện K cơ sở 43 Quán Sứ chính thức hoạt động trở lại. Dự kiến mỗi ngày sẽ tiếp nhận 1.000 người bệnh đến khám, điều trị, giảm tải cho hai cơ sở Tân Triều và Tam Hiệp. Bệnh viện K cho biết trong những năm vừa qua, tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư rất đáng lo ngại. Năm 2022, Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc mới ung thư, hơn 120.000 người tử vong. Nhu cầu khám chữa bệnh nói chung và bệnh lý ung thư nói riêng của người dân ngày càng tăng cao. Danh mục thiết bị viện trợ của dự án nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân với nhiều thiết bị hiện đại. Ngoài ra, thì nguồn của chính phủ hỗ trợ là 790 tỷ. Bệnh viện sẽ mua các thiết bị về xạ trị và các thiết bị không nằm trong dự án hỗ trợ của JICA. Sau thời gian cải tạo, xây dựng, Bệnh viện K cơ sở 43 Quán Sứ chính thức triển khai tiếp nhận khám chữa bệnh cho người dân. Dự kiến với những thiết bị nói trên, cơ sở Quán Sứ với quy mô 200 giường nội trú và 120 giường điều trị ban ngày đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho khoảng 1.000 ca mỗi ngày. Bên cạnh đó, Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ sẽ cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, các chuyên khoa như ngoại khoa, nội khoa, các dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng như nội soi, xét nghiệm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ung bướu của người dân. Đối với trẻ sinh non, trẻ sơ sinh mắc các bệnh lý phức tạp, có nguy cơ nhiễm trùng đường ruột, không thể sử dụng sữa công thức, thì sữa mẹ hiến tặng thanh trùng vừa là nguồn cung cấp dinh dưỡng, vừa là giải pháp giúp phòng ngừa nguy cơ tử vong. Thời gian qua, nhiều ngân hàng sữa mẹ đã được các cơ sở y tế đưa vào hoạt động, mang nguồn dinh dưỡng quý giá này đến với nhiều trẻ sơ sinh. Em có mắc bệnh viêm gan B, viêm gan C hay nào hay ung thư không? Thế em có tiêm phòng rubella hoặc quai bị sởi trong vòng 4 tuần qua không? Khi có bà mẹ muốn hiến tặng sữa, thì đây là bước đầu tiên để các bác sĩ sàng lọc, tiếp cận thông tin. Với các bà mẹ đủ điều kiện tiêu chuẩn sức khỏe, có các xét nghiệm cần thiết, thì các nhân viên y tế mới đến nhà hướng dẫn các mẹ cách hút sữa đảm bảo vệ sinh, thu nhận sữa. Sữa hiến tặng sau khi thu nhận sẽ được bảo quản tại ngân hàng sữa, thực hiện quy trình thanh trùng, cấy vi sinh và làm các xét nghiệm cần thiết. Sau 7 ngày, khi có kết quả, sữa đạt tiêu chuẩn sẽ được cung cấp cho các trẻ sơ sinh trong bệnh viện sử dụng. Hiện mỗi tháng, ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận sữa hiến tặng của hơn 20 bà mẹ với 300 đến 350 lít sữa. Tuy nhiên, lượng sữa sử dụng được chỉ khoảng 200 lít. Trong khi đó, hiện mỗi tháng có khoảng 180 đến 200 trẻ sơ sinh cần sử dụng nguồn sữa này. Thì trước khi thanh trùng chúng tôi phải cấy vi sinh. Sau đó cho vào máy thanh trùng sau 2 tiếng rưỡi, một chu trình của cái máy đấy, chúng tôi lại phải cấy vi sinh cái sữa sau thanh trùng đấy. Xong kết quả cấy vi sinh sau 7 ngày mới trả kết quả cho chúng tôi là sữa đấy đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn. Nếu đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi mới lại chuyển sang một cái ngăn tủ khác để cho cung cấp cho các em bé ở trong bệnh viện ăn. Còn nếu như trong trường hợp mà sữa của bà mẹ đấy mà không đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi lại phải hủy bỏ đi hoàn toàn toàn bộ sữa của bà mẹ đấy. Được biết, do quy trình thu nhận, bảo quản, thanh trùng phức tạp nên giá thành của một lít sữa mẹ thanh trùng hiện khoảng 1,3 triệu đồng. Chi phí này khá cao và với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì đây cũng là gánh nặng. Mới đây, trong dự án sửa đổi luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã đề xuất các chế phẩm dinh dưỡng đặc biệt sữa mẹ hiến tặng thanh trùng thuộc phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế. Tính đơn giản nhất là một bạn mà đẻ 1,5 cân chẳng hạn mà một ngày để ăn đủ là từ 200 đến 220 ml ý.
thì sữa thì giá thành nó phải lên tầm độ khoảng từ 260 cho đến 300 nghìn một ngày. Mà nhóm trẻ đẻ non mà nằm lâu dài được khoảng 1 tháng thì cái lượng sữa đấy nó, cái lượng tiền của cái chi trả cho sữa đấy nó sẽ đội lên rất là nhiều tiền và nó trở thành một cái gánh nặng rất là lớn cho gia đình của các bé này. Chính vì vậy nên nếu mà trong trường hợp mà sữa mẹ có thể, sữa mẹ thanh trùng có thể vào được bảo hiểm y tế thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn cho các gia đình mà có những nhóm trẻ sinh non như thế này. Trước đó, theo ước tính của Viện Chiến lược Chính sách Y tế, nếu toàn bộ nhóm trẻ sinh non, nhẹ cân được sử dụng sữa mẹ hiến tặng thanh trùng theo chỉ định, mỗi năm, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ tiết kiệm 76,7 tỷ đồng. Điều này có được nhờ giảm chi phí điều trị các bệnh lý như viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết sơ sinh, giảm thời gian điều trị nội trú và giảm thời gian nuôi ăn tĩnh mạch. Sáng 28 tháng 5, hỏa hoạn xảy ra từ nhà xưởng sản xuất quạt thông gió và công ty phân phối lốp ô tô gần đường DT743, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiêu dụi nhà xưởng chừng 500m² và nhiều tài sản của hai công ty. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút, lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn bùng lên từ nhà xưởng công ty sản xuất quạt thông gió và doanh nghiệp chuyên phân phối phụ kiện lốp ô tô tại phường Tân Đông Hiệp. Do nguyên liệu chủ yếu là vỏ lốp cao su, khói đen nghịt bốc cao hàng trăm mét, mái trần nhà xưởng khoảng 500m² của doanh nghiệp đã đổ sập. Nhiều nhân viên dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành, phải di rời thành phẩm ra ngoài hạn chế thiệt hại. Vị trí cháy nằm gần khu dân cư đông đúc. Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt ở hiện trường. Do khu vực hỏa hoạn nằm ngay khu dân cư, cảnh sát đã phải chia ra thành nhiều mũi dập lửa từ nhiều phía. Cho đến 9 giờ 45 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. UBND xã Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũng vừa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy một cửa hàng kinh doanh nội thất ô tô. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản trong cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị nội thất ô tô này, gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, bắt nguồn từ phòng điều hành của cửa hàng nội thất ô tô 73. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực xưởng, thiêu rụi nhiều tài sản và trang thiết bị. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động các cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, nhiều tài sản bên trong xưởng nội thất ô tô đã bị lửa thiêu rụi. Trong đó, một xe bán tải bị cháy trơ khung sắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng ước tính sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Quyết liệt xử lý nạn quảng cáo tín dụng đen, đánh bạc trực tuyến. Việc này không chỉ được tập trung ở nhiều thành phố lớn, mà trong thời gian vừa qua, tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng cũng liên tục ra quân dẹp các tệ nạn này. Mới đây, lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quân xóa quảng cáo bẩn trên các tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên. Chi đoàn và Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với đoàn phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi ra quân xóa quảng cáo bẩn tại các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn phường. Các quảng cáo đánh bạc trực tuyến, tín dụng đen dán trên các trụ điện, bức tường đã được gỡ xóa. Quảng cáo bẩn làm cho người dân rất là hoang mang, như là tinh thần cờ bạc trên online này, là lừa đảo trên cái tiền trên công dân mạng. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng một số cơ sở trường hợp núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính tổ chức giải tờ rơi, dán quảng cáo, đăng thông tin trên các mạng, nhưng thực chất là hoạt động tín dụng đen hay đánh bạc trực tuyến. Từ đó nảy sinh các vấn đề phức tạp về tội phạm hình sự. Đã tham mưu cho đoàn quỹ lãnh đạo phối hợp với lại các phường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, trong đó có phường Nguyễn Nghiêm, thì tiến hành bóc dỡ các biển quảng cáo này. Để góp phần ngăn chặn người dân bị lừa đổ bởi những kẻ gian và những người mà nhắc là cái tình trạng tuyên truyền về đánh cờ bạc online trên mạng xã hội. Gần đây, Công an phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi điều tra làm rõ và xử lý một số trường hợp phun sơn nội dung quảng cáo cờ bạc, game cá độ online lên nhiều ghế đá tại thành phố Quảng Ngãi trong đường dây liên kết với một số người cầm đầu tại Campuchia. Số người dân Việt Nam của mình về tìm kiếm việc làm, nhận tiền mà lương cao
Ví dụ như thứ nhất đó là giới thiệu liên quan đến việc làm, bên việc quảng cáo phục phun sơn xịt sơn liên quan đến các trang mạng là thứ nhất. Thứ hai là các đối tượng này là lừa người dân chúng ta vào việc là kiếm tiền rất là nhanh, mà trong tích tắc thì chúng ta sẽ có tiền tỷ. Lực lượng công an kiên quyết xử lý nạn quảng cáo đánh bạc trực tuyến, tín dụng đen. Người dân cũng nêu cao tinh thần cảnh giác và tố cáo các hành vi liên quan đến hoạt động quảng cáo tín dụng đen, đánh bạc trên mạng để các cơ quan chức năng kịp thời điều tra xử lý.